Xin chào các bạn, mình xin tự giới thiệu, mình là Nghĩa, Nguyễn Tú Nghĩa, nhân viên sửa chữa của Laptop 24 giờ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái ban chuyển xe trên cái máy Dell E6420. Thì tình trạng cái máy Dell E6420 này là nó chạy cạc rời và tình trạng là lúc lên màn lúc không. Thì cái con Dell E6420 này thì các bạn có thể chuyển được xe. Và chuyển xe của cái máy Dell E6420 này thao tác nó rất là đơn giản thôi. Thì cái con này nó đã có sẵn nguồn cho cạc hình của CPU rồi. Và bây giờ khi mà các bạn chuyển xe thì ở trên bên nó có hai cái con IC U84 và con U85 này. Hai con IC này là cái con IC để chọn tín hiệu. Khi mà nó dùng cạc rời thì nó chọn tín hiệu từ cạc rời đưa lên màn. Và ngoài ra nó còn có cả chức năng chọn tín hiệu từ chip RAM đưa lên màn hình nữa. Thì cái con này nó có một cái con, nó có một cái chân để chọn tín hiệu. Cái chân này thì các bạn ở bên cạnh cái con U85 này, nó có một cái con, có một cái vị trí, có một con trở. Các bạn chỉ việc bù thêm cái con trở ở cái chân 56, các bạn bù vào đấy là nó sẽ chuyển xe, nó sẽ chọn tín hiệu từ chip RAM và lúc đấy nó sẽ lên màn. Đấy, cái con này thao tác nó chỉ đơn giản vậy như thôi. Còn nếu mà các bạn để cái main nó không bị nóng thì các bạn có thể ở đây có cái điểm BJ42 và 40 là hai cái dăm để cấp nguồn của nguồn cạc rời, thì các bạn có thể tách ra để cho cái main nó mát. Đấy, chỉ đơn giản như vậy thôi. Xin chào các bạn.